Mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo. Thưa quý vị, nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo lập cơ sở cho quản lý các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn các hệ sinh thái biển, góp phần hình thành các ngành kinh tế biển vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đây là kết quả của quá trình thai nghén tính bằng thập niên, nhận thức rõ được vai trò tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển của đất nước. Trong bài viết của mình, báo Sài Gòn Giải Phóng đánh giá, xét về vị thế, vùng biển Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng, là con đường biển ngắn nhất nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, huyết mạch nối liền Đông Bán Cầu và Tây Bán Cầu. Đối với vùng biển và ven biển, việc phân vùng sử dụng biển để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, tính liên kết vùng giữa địa phương có biển và không có biển. Với một quá trình chuẩn bị lâu dài, công phu, thận trọng, quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được kỳ vọng sẽ đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên vùng bờ, đảm bảo khả năng chống chịu phục hồi của hệ sinh thái và chịu tải của môi trường để thúc đẩy các ngành kinh tế biển phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Chưa có quốc hoa, quốc phục và khoảng trống pháp lý là bài viết đáng chú ý của báo Lao Động. Bài viết cho biết đến thời điểm này đã gần 13 năm, quốc hoa của Việt Nam là hoa gì vẫn chưa được chọn. Công bố vì một lý do rất khó tin là theo luật không có tổ chức cá nhân nào có thẩm quyền để quyết việc này. Theo báo Lao Động, quốc phục quốc hoa cộng với lễ nhạc không chỉ là một hình thức biểu đạt văn hóa hay một trong các tiêu chí để đánh giá sự văn minh của một quốc gia, mà bây giờ còn là bộ nhận diện về bản sắc khi nói chuyện với bạn bè ở năm châu bốn bể. Do đó, việc chúng ta chưa có một bộ nhận diện về bản sắc chính thức ở quy mô quốc gia đã dẫn đến nhiều hệ lụy, trong đó có việc hình ảnh bản sắc văn hóa của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế chưa rõ ràng, thiếu sự đồng nhất. Bài viết cho rằng câu chuyện quốc hoa, quốc phục, bộ nhận diện quốc gia vốn được đề xuất, bàn thảo kéo dài rất nhiều năm, đặc biệt là ở trên diễn đàn quốc hội. Thà rằng chúng ta chưa thể có vì không thể xây dựng được, nhưng ở đây rõ ràng là chúng ta đã có, đã xây dựng được, nhưng lại không có người, tổ chức có thẩm quyền để công nhận, thì có phần hơi khó hiểu và vô lý. Từ ngày 1 tháng 7 tới, tất cả giao dịch chuyển khoản có giá trị trên 10 triệu đồng bắt buộc phải kiểm tra khuôn mặt người giao dịch với người mở tài khoản ngân hàng. Khuôn mặt người mở tài khoản cũng phải được kiểm tra với thông tin trên căn cước công dân gắn chip. Chia sẻ với Vietnamnet, một số ý kiến cho biết họ vẫn còn lay hoay khi xác thực căn cước công dân trên ứng dụng của điện thoại. Trên báo Vietnamnet, các chuyên gia cho rằng việc cập nhật thông tin sinh trắc học từ căn cước công dân gắn chip là một trải nghiệm mới mẻ với nhiều người. Công nghệ này chưa thực sự phổ biến với tất cả người dùng, nên những lần trải nghiệm lần đầu tiên sẽ có phần bỡ ngỡ. Để đảm bảo việc tích hợp căn cước công dân gắn chip và xác thực khuôn mặt diễn ra thuận lợi, chia sẻ với người dân qua báo Vietnamnet, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, đảm bảo căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực và thông tin trên căn cước công dân là chính xác. Bên cạnh đó, thiết bị di động hỗ trợ công nghệ này cũng là điều kiện cần để đảm bảo việc xác thực. Quá trình xác thực khuôn mặt yêu cầu kết nối Internet để tải và so sánh dữ liệu nhanh chóng. Do vậy, người dùng cần chủ động kết nối với đường truyền Internet ổn định. Khi chụp ảnh khuôn mặt, người dùng nên đảm bảo nguồn sáng tốt, khuôn mặt được chiếu sáng đều và không bị che khuất. Quay lén, camera giá rẻ và nhân cách rẻ mạt là bài viết của báo Dân Trí, phản ánh vấn nạn quay lén dưới váy trong các siêu thị, đến quay lén nhà vệ sinh, quay lén trong công sở, quay lén cả trong khách sạn, nhà nghỉ. Dạ vâng, thưa quý vị, quay lén không phải là chuyện mới mẻ gì, và dù đã khá nhiều vụ việc đã bị công an xử lý, nhưng clip quay lén vẫn đầy trên mạng. Báo Dân Trí thông tin, theo pháp luật hiện hành, việc quay lén khi bị phát hiện ra mà chưa tung lên mạng,
chưa phát tán và mới là lần đầu thì cũng chỉ bị phạt hành chính. Những vụ quay lén rồi tống tiền hoặc phát tán phải gây ra hậu quả nghiêm trọng mới bị truy cứu hình sự. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến những clip quay lén vẫn nhan nhản trên mạng. Vẫn biết là thật khó thay đổi thái độ của một bộ phận trong xã hội, nhưng tác giả bài viết bày tỏ mong muốn mỗi cá nhân cần có thái độ tẩy chay những hình ảnh, video từ việc quay lén. Bởi một bình luận xin link, xin clip, hãy nhớ cho rằng những bình luận đó còn mãi trên mạng cả khi bạn đã xóa chúng đi. Một báo cáo những thái độ bình luận kiểu này, chúng ta đã góp một tay vào việc dọn rác bẩn trên mạng, tạo ra sức đề kháng mới trước trào lưu quay lén, biến việc quay lén như một tội ác không được xã hội dung thứ.